lượng và trọng lượng. Khối lượng là thước đo về lượng vật chất tạo thành vật thể. Đơn vị tiêu chuẩn để đo khối lượng là kg và có ký hiệu là m trong các công thức tính toán. Trọng lượng là lực mà lực hấp dẫn tác dụng lên vật thể. Đơn vị đo trọng lượng là newton. Trọng lượng gấp gần 10 lần khối lượng. Khi nói bạn có cân nặng là 60 kg, đồng nghĩa là bạn có trọng lượng cỡ 600 newton. Khối lượng là không đổi khi vật được đặt ở bất kỳ nơi nào. Trọng lượng thay đổi tỷ lệ thuận với lực hấp dẫn tác dụng lên vật. Khối lượng của một vật nặng 60 kg ở trên trái đất hay trên mặt trăng là như nhau, nhưng trọng lượng ở trên mặt trăng của một vật nặng 60 kg giảm đi 6 lần so với trái đất, tức là 600 newton chia 6 bằng 100 newton. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do lực hấp dẫn của trái đất tại mặt trăng giảm đi 6 lần. Người ta thường sử dụng cân lò xo để đo khối lượng của vật, nhưng thực chất cân lò xo đo trọng lượng của vật rồi tính toán ra khối lượng mà chúng ta nhìn thấy. Điều này đồng nghĩa với việc nếu mang chiếc cân này ra ngoài trái đất để đo khối lượng thì số liệu không còn chính xác nữa.